Các bạn nghĩ tôi đang ăn nhiều chuối như vậy để làm gì? Ăn chuối để bổ chuối á? Không không không, tôi đang muốn bổ sung chất chống oxy hóa. Và tôi biết rằng gì ạ, trong chuối này và cả trong táo có rất nhiều chất chống oxy hóa. Và chất chống oxy hóa là gì ạ? Chất chống oxy hóa là cái chất mà giúp chúng ta gì ạ, ngăn ngừa lão hóa. Bởi vì thực tế quá trình lão hóa của chúng ta chính là cái quá trình mà chúng ta bị oxy hóa. Do những cái gốc tự do ở trong cơ thể nó sẽ tấn công các tế bào, khiến cho gì ạ, tế bào của chúng ta bị lão hóa. Và đó là nguyên nhân gây nên rất nhiều các loại bệnh mãn tính. Thế nhưng mà nếu ăn rất là nhiều chuối như vậy thì trước khi mà nạp đủ chất chống oxy hóa thì có lẽ là tôi đã bị tiểu đường mất rồi. Thế nên là hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một cái cách để chúng ta có thể ngăn ngừa cái việc lão hóa bằng một cái phương pháp rất là mới. Đó chính là sử dụng nước chứa hydrogen. Vậy hydrogen là gì? Thì đơn giản thôi, hydrogen là một chất chống oxy hóa mạnh. Khi mà chúng ta thì sử dụng nước có chứa hydrogen chỉ ra rất nhiều những cái tác dụng của nó. Ví dụ như là gì ạ? Ngăn ngừa lão hóa này. Ví dụ như là gì ạ? Đào thải độc tố cơ thể này, ngăn ngừa được các cái bệnh mãn tính. Đó, và gì ạ? Nó sẽ giúp gì ạ? Trung hòa gốc tự do trong cơ thể. Rất nhiều những tác dụng của nước hydrogen. Và chỉ với gì ạ? 2 lít nước chứa hydrogen thì nó sẽ tương đương với việc chúng ta có thể ăn được 1512 trái chuối, khoảng 1000 gì ạ? 32 trái táo. Cái lượng chất chống oxy hóa nhá, không nói là gì ạ, những việc chất khác anh chị nhá. Như vậy là gì ạ, lượng chất chống oxy hóa trong 2 lít nước dầu hydrogen là cái gì ạ, cái số lượng nước mà chúng ta cần phải uống mỗi ngày thì rất là gì ạ, rất là vừa phải, đúng không ạ? Mà lại có chất chống oxy hóa cực kỳ nhiều. Từ đó gì ạ, giúp cho chúng ta gì ạ, sẽ có một làn da đẹp hơn này, sẽ giúp cho anh chị gì ạ, giúp cho chị xả được stress, giảm những căng thẳng mệt mỏi, giúp chị được đào thải được rất nhiều độc tố ở trong cơ thể, ngăn ngừa được rất nhiều những cái bệnh mãn tính như là gì ạ, tiểu đường này, như là bệnh gút này, hay là thậm chí là bệnh tim mạch này, đúng không ạ? Rất nhiều những tác dụng khác của hydrogen nữa mà chúng ta gì ạ, có thể liệt kê khoảng 22 tác dụng của nước hydrogen mỗi ngày khi mà chúng ta gì ạ, sử dụng nó hàng ngày. Vậy nên là gì ạ, đây là một cái giải pháp rất là tốt để chúng ta gì ạ, bảo vệ sức khỏe. Vậy nước hydrogen chúng ta có thể lấy từ đâu? Thì có rất nhiều những cái cách mà để chúng ta có thể tạo ra nước hydrogen. Ví dụ như là anh chị có thể là gì ạ, sử dụng những cái máy tạo nước pi của BioNTech. Đấy, hoặc là chúng ta gì ạ, có thể sử dụng máy tạo nước hydrogen cầm tay, là những sản phẩm nhỏ gọn có thể mang đi khắp mọi nơi. Hoặc là gì ạ, nếu không thì chúng ta có thể sử dụng những cái máy lọc nước Watech RO. Thì đây là những cái dòng sản phẩm cũng có thể tạo ra nước hydrogen. Còn nếu như anh chị gia đình chúng ta đang có sẵn một cái máy lọc nước thông thường và chúng ta muốn tiết kiệm thì cách đơn giản nhất là anh chị có thể nâng cấp nó lên bằng những cái lõi lọc nâng cấp để tạo ra nước hydrogen từ những máy lọc nước thông thường. Từ đó mà chúng ta sẽ có những cái loại nước rất là tốt cho sức khỏe. Vậy nếu như các anh chị không thể ăn được 1512 quả chuối hoặc là 1032 trái táo mỗi ngày thì anh chị hãy sử dụng cho mình 2 lít nước dầu hydrogen mỗi ngày để giúp chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa lão hóa và bảo vệ sức khỏe của mình tốt hơn. Nếu đó chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cảm ơn tất cả các anh chị đã xem video của Tiếp Nước. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong video lần sau.